Hello cả nhà, hôm nay em lên cho cả nhà chiếc đồng hồ quân đội, dòng thụy sĩ quân đội nha. Chiếc này thì rất là mới, thương hiệu là Luminox, kim cọc số giờ quen, niềng xây rất nghe hay, rất hay nha, xây kiểu đẻ đó, vỏ bằng nhựa, nấm bằng titanium. Cho cái nhạc qua thông số xong Luminox Swissmade, thương hiệu thụy sĩ, mẹ máy là series 3009, thông số chống nước là 200 m nha. Nâng cái chốt lại, để cho cái nhà xem qua nè. Mới tinh, hàng này mới như mới, chưa sử dụng nha. Giá tách của nó nè, giá tách của nó là 24.800 yên, tương đương hơn 5 triệu mấy. Chị rất là mới. Kim cọc số dạ quang, size thì size em này là size 43 chuyên nụ, kẻ núm phần này là 45 nha. Em lên tay nè, chiếc này về thì tất cả làm như mới hết, có một lỗi nhẹ là có một lỗi nhỏ là về cái phần dày qua trên cái niềng xoay này, là phần này nè, về sao mấy anh Nhật cậy em đâu mất, bay mất rồi, em phải kiếm khác em độ vô lại. Đây nó như hình rin nè, lùm dày qua nó gì nè, đó trên cái niềng xoay này đó, em về em làm lại giống vậy cũng vẫn còn đẹp nha. Nên chiếc này thì em cũng bán rẻ cho cả nhà mình thôi, mới nó trên hơn 5 triệu. Nếu bình thường chiếc này mới thì em sẽ bán cho cả nhà mình là 6 triệu 7 gì đó, nhưng chiếc này thôi em bán rẻ cho anh em để sử dụng. Chiếc này em để cho cả nhà mình là 1.180.000 nha, giá rất là rẻ, cho nên thích dòng quân đội thụy sĩ thì như mới tinh. Thôi rồi, ok, cảm ơn cả nhà đã theo dõi, hẹn cả nhà video sau nha, cảm ơn cả nhà.